Phật dạy Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, chân như của các pháp, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa. Trong đó sắc chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được, chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thọ tưởng hành thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xứ có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tý thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tý thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tý thiệt thân ý xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tý thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc xứ có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn giới có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tý thiệt thân ý giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tý thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tý thể thân ý giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tý thể thân ý giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó sắc giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tý thiệt thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tý thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tý thiệt thân ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tý thiệt thân ý thức giới có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tý thiệt thân ý xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tý thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tý thiệt thân ý xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tý thiệt thân ý xúc có thể nắm bắt được. Này Xá Lợi Tử, trong đó các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Trong đó các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được.